Bạn bè quốc tế tròn mắt khi thấy khách Tây lần đầu đi ăn đám cưới ở Việt Nam và cái cách đón tiếp của gia chủ. Đám cưới là một nét văn hóa vô cùng độc đáo của Việt Nam. Mỗi vùng miền, mỗi địa phương đều có một phong cách tổ chức đám cưới khác nhau và của riêng mình. Mà đặc biệt là ở khắp Việt Nam, đầu đầu cũng có đám cưới. Át thấy cứ dăm bữa nửa tháng là chúng ta lại được dịp đi ăn cưới đúng không các bạn? Chuyện cứ ngỡ là bình thường như cân đường hộp sữa với người dân Việt Nam chúng ta, nhưng lại rất lạ lẫm trong mắt người nước ngoài. Gần đây đã có rất nhiều câu chuyện liên quan tới việc các anh chị Tây đi ăn cưới, khiến cho cộng đồng mạng từ trầm trồ phấn khích đến cả những tình huống cười ra nước mắt. Đầu tiên là câu chuyện về ba anh Tây vừa hát hò vừa nhảy múa cực sung tại một bữa tiệc đám cưới. Theo như thông tin được chia sẻ, ba chàng trai này trong lúc đi du lịch đã đi ngang một đám cưới ở xã Linh Trường, tỉnh Quảng Trị. Lúc này, các anh bỗng nghe âm nhạc sôi động từ trong đám cưới phát ra nên liền hào hứng vào xem trong đám cưới Việt Nam là như thế nào, có gì khác đám cưới ở phương Tây hay không. Các chàng trai Tây còn thể hiện sự nhập gia tùy tục của mình khi đến với Việt Nam. Trước khi vào bên trong đám cưới, ba anh chàng còn đóng góp chiếc phong bì với dòng chữ Happy Wedding để mừng cô dâu chú rể. Xong xuôi thủ tục, ba anh chàng liền xin phép quẩy tung nóc trong không khí đám cưới, nhảy nhót tưng bừng với quan viên hai họ trong bữa tiệc, tận hưởng trọn vẹn không khí đám cưới truyền thống của Việt Nam. Mặc dù chả quen biết ai, nhưng mấy anh đều nhiệt tình rót bia liên tục, bày ra vẻ chén chú chén anh, tay bắt mừng với họ hàng cô dâu chú rể, y như người thân trong gia đình mà không một chút ái ngại. Đáng nói là lúc đó cũng chẳng ai hiểu ai, nói gì, vì hai ông Tây cũng chẳng biết gì tiếng Việt, còn gia chủ cũng chẳng biết tiếng Anh. Nhưng thôi, thấy cũng dễ thương nên cho quẩy ké một chút cũng được. Thế mới thấy sự chân tình, mến khách của bà con Quảng Trị mình quá tuyệt vời đúng không các bạn? Có thể nói sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách ngoại quốc này chắc chắn đã đem đến những không khí tươi mới, vui vẻ tại đám cưới và trở thành một kỷ niệm hài hước đáng nhớ của hai bên gia đình. Dù không cùng màu da, ngôn ngữ nhưng lại hợp cả hết mức trong việc tạo không khí nhộn nhịp cho ngày cưới. Mà chắc mấy anh Tây cũng sẽ nhớ mãi không quên cuộc vui tới bến trong tiệc cưới của Việt Nam hôm ấy luôn đấy chứ. Dễ gì đi du lịch ở nơi nào khác mà được người dân mời vào tham dự tiệc cưới như thế vậy. Câu chuyện kế tiếp là về một cô gái được mời đi ăn cưới ở Việt Nam và đã có rất nhiều những trải nghiệm hay ho. Chị gái chia sẻ, khi đến bữa tiệc, bạn sẽ được mời ăn tiệc cực kỳ sang trọng và đẳng cấp nhất. Tôi không ngờ những người Việt đãi tiệc cưới hoành tráng và tuyệt vời đến vậy. So với các đám cưới đơn giản, nhanh gọn lẹ ở phương Tây thì đám cưới này tốn hơn nhiều. Chuyện làm cô nàng kinh ngạc nhất chính là khi đến tham dự tiệc cưới, mỗi người đều phải gửi tiền mừng cho cô dâu chú rể dù ít hay nhiều. Sở dĩ cô nàng bất ngờ là vì ở phương Tây, nhiều nước không có phong tục mừng cưới và đám cưới cũng diễn ra một cách giản dị để tiết kiệm chi phí. Ngay khi những hình ảnh về đám cưới Việt Nam được đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Có nhiều bình luận dành lời khen cho những vị khách nước ngoài biết nhập gia tùy tục, đã thế còn rất hài hước nhiệt tình. Bên cạnh đó cũng có nhiều cư dân mạng quốc tế trầm trồ về cách người Việt tổ chức đám cưới, cùng Át điểm qua một số bình luận nổi bật nhé. Tôi thấy phong cách mừng quà cưới ở Việt Nam rất thú vị, nó không chỉ là sự chia sẻ niềm vui mà còn giúp cô dâu chú rể có thêm tài chính để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Tôi từng đi đám cưới ở miền Tây Việt Nam và bị sốc vì mọi người đều mặc đẹp và rất sang trọng. Thậm chí tôi có cảm giác mình đang ở một bữa tiệc thời trang. Tôi nghĩ đó là cách khách mời tôn trọng cô dâu chú rể. Thức ăn trong đám cưới của Việt Nam trông ngon quá, tôi muốn thử tất cả mọi thứ. Người Việt Nam thực sự rất thân thiện và nhiệt tình. Tôi đã trải qua nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở đây nhờ sự nhiệt tình của họ. Ở các nước khác không bao giờ có chuyện bạn đi dự đám cưới mà không được mời. Hoa Kỳ và châu Âu nên học hỏi nhiều từ văn hóa cưới hỏi của Việt Nam để làm cho đám cưới trở nên ấm cúng và đáng nhớ hơn. Thật tuyệt vời, tôi muốn một lần tham gia đám cưới ở Việt Nam để trải nghiệm không khí vui vẻ này. Tôi đã bị sốc khi thấy quà cưới được trao cho cô dâu tại Việt Nam. Thực sự là một phong tục độc đáo và đầy ý nghĩa. Chắc tôi cũng phải sang làm dâu Việt Nam mất.
Việt Nam thực sự biết cách tạo ra không khí vui vẻ và ấm cúng trong đám cưới. Đó là điều tôi thấy thiếu ở các đám cưới phương Tây. Có khi tôi đi đám cưới ở Mỹ mà không được ăn một miếng nào. Tôi chỉ mong một ngày nào đó tôi và anh bạn trai người Việt cũng sẽ được kết hôn và thực hiện các phong tục truyền thống như vậy. Các bạn thấy đấy, một loạt ý kiến của bạn bè quốc tế khi trông thấy đám cưới Việt Nam đúng là đọc đến đâu, vui đến đấy. Phải công nhận những người nước ngoài luôn có góc nhìn mới mẻ, phát hiện được những điểm hay ho mà người Việt chúng ta đôi khi còn không chú ý đến. Thậm chí tài khoản của anh chàng Matthew Pick, người Canada còn đúc kết và chia sẻ hẳn trên trang Contour Chip, một cẩm nang đi ăn cưới ở Việt Nam. Theo cẩm nang của Matthew, ở phần làm lễ, nếu bạn là bạn bè hoặc những đồng nghiệp bình thường, không quá thân thiết với cặp đôi, bạn có lẽ sẽ không được tham gia vào buổi lễ. Thường nghi thức này chỉ dành cho gia đình và những người bạn rất thân với cặp đôi. Còn về phần tiệc, Matthew mách nhỏ rằng, sau khi bước vào phòng ăn tiệc, hãy chọn một chỗ gỗ ngồi cho mình. Nếu được chỉ định chỗ ngồi, bạn sẽ được dẫn tới đúng vị trí. Và lúc này, chương trình mới chính thức được bắt đầu. Người bắt đầu bắn pháo giấy, bật nhạc lớn và phát biểu. Những bài phát biểu từ gia đình và bạn bè cô dâu chú rể, từ những người không chuyên phát biểu nên khá vụng về và hài hước. Nếu không phát biểu, khách mời có thể cứ ngồi ở vị trí của mình cho đến khi người ta mang thức ăn tới. Đấy, các bạn thấy không? Dù là người nước ngoài, nhưng anh chàng này đã đi đám cưới Việt Nam nhiều đến mức có thể viết thành một cuốn cẩm nang được luôn rồi đấy. Thế nên Át cũng mạnh dạn khẳng định luôn, việc được chứng kiến và tham dự một tiệc cưới truyền thống Việt Nam đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ đối với những du khách nước ngoài rồi đấy. Dù đám cưới ngày nay đã được thay đổi khá nhiều, nhưng nhìn chung vẫn giữ được những phong tục cần có của một đám cưới Việt Nam truyền thống. Một số biểu tượng vẫn được mọi người coi trọng, gìn giữ cho đến ngày nay như chầu cau, chữ hỷ và các nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Những điều nói trên đều vô cùng xa lạ đối với các bạn Tây, nên họ rất bất ngờ và hứng thú cũng là điều dễ hiểu. Hy vọng rằng trong tương lai, các nghi lễ truyền thống trong ngày cưới Việt Nam vẫn sẽ luôn được giữ gìn và trân trọng hơn nữa nhé. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về nét văn hóa đám cưới truyền thống của Việt Nam? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bảo Thông Thái sớm đạt 20.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.